Ví dụ 3 này. Đó. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 3. Một lượng khí lý tưởng, một lượng khí lý tưởng thực hiện quá trình khép kín. Bạn hiểu này, cái quá trình khép kín là gì? Quá trình khép kín là bắt đầu từ trạng thái 1 và kết thúc cũng ở trạng thái 1 này, từ 1 đến 2 này, từ 2 đến 3 này, từ 3 đến 4 này, rồi từ 4 lại trở về 1, thì ta gọi đó là một quá trình khép kín. Hiểu vấn đề không? Trong đó P1 của chúng ta thì đề bài cho là 1 ATM, V1 thì là 24,6 lít, T1 thì là 300K, T2 của chúng ta thì là bằng 600K, còn T3 thì là 1.200K. Đó, và đề bài ở câu A yêu cầu ta là xác định đầy đủ các thông số ở mỗi trạng thái. Và câu B là vẽ lại chúng trong các hệ tọa độ BOV và VOT. Đấy, các bạn lưu ý vào. Thế thật ra nếu người ta có thể vẽ vào đồ thị, ta cho các bạn trên đồ thị luôn cũng được. Đấy. Đó, thì cái này thì bà đang cho là 1 ATM này. Được chưa? T tầng 1 này của chúng ta thì đề bài đang cho là bao nhiêu đây? Dòng số nhiệt độ này. Thì đề bài đang cho chúng ta nó là 300K. 300K. Được chưa? T2 thì là 600K. K. Còn T3 thì là 1.200. Đấy, các bạn chú ý đúng không? Nào bây giờ các bạn có đọc tên được các trạng thái không nhỉ? Các bạn ơi, nào chúng ta đọc tên luôn trạng thái nhá. Từ 1 đến 2 là gì nhỉ? Các bạn ơi, bạn chú ý nhìn này. Từ 1 đến 2 rõ ràng đây nó là một cái đường thẳng vuông góc với trục OB đúng không? Thì từ 1 đến 2 nó là đẳng gì luôn? Nó là đẳng áp luôn. Đấy, tập dần đi, đẳng áp. Được chưa? Tiếp tục là từ 2 đến 3, từ 2 đến 3. Từ 2 đến 3 của chúng ta nó là một đường thẳng nếu kéo dài nó đi qua gốc tọa độ đúng không ạ? Đây bạn nhìn này, từ 2 đến 3 là một đường thẳng đây, nếu mà kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ. Đấy, các chú ý vào. Thì rõ ràng là từ 2 đến 3 của chúng ta nó sẽ là đường đẳng gì đây? Nó là đường đẳng tích đúng không? Nó là đường đẳng tích. Đẳng tích. Tiếp tục này, từ 3 đến 4, từ 3 đến 4. Từ 3 đến 4 của chúng ta nó là cái gì nhỉ? Đây, từ 3 đến 4 nó là một cái đường thẳng vuông góc với trục OB này, vuông góc với trục OB thì nó chính là đường đẳng áp đúng không? Nó chính là đường đẳng áp. Còn từ 4 đến 1 lại là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ đúng không? Thì nó sẽ là đường đẳng tích. Đấy, các bạn chú ý vào. Nào bắt đầu suy nghĩ nhá.
Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ luôn cái ví dụ 3 nhé. Gỡ luôn ví dụ 3 này. Nào, chúng ta xác định xem các cái chỉ số còn thiếu là bao nhiêu này. Nào, đầu tiên chúng ta liệt ra cái trạng thái 1 nhé. Trạng thái 1 này. Trạng thái 1. Này, có 4 trạng thái liệt cơ đúng không? Trạng thái 1 này. Thì bây giờ rõ ràng bạn có điều gì rồi? Ở trạng thái 1 chúng ta có đầy đủ tất cả thông số rồi đúng không? Thì ta còn chú ý này, B1 của chúng ta. B1 thì là 1 ATM xong ngay. Các bạn liệt kê ra nhé, chứ bạn thiếu cái gì đi tìm được chưa? V1 của chúng ta có rồi là bao nhiêu nhỉ? 24,6 lít. Được chưa? T1 của chúng ta là 300K. Thì trạng thái 1 đầy đủ rồi, chúng ta không cần đi tìm bất kỳ điều gì cả. Được chưa nhỉ? Nào, tiếp tục trạng thái 2. Trạng thái 2. Trạng thứ hai của chúng ta thì xem có điều gì nào. B2 của chúng ta có chưa nhỉ? B2 thì bằng B1, chú ý nhé. B2 thì bằng B1, được chưa các bạn? B2 bằng B1 vì đây là quá trình đẳng áp, được chưa? Thì rõ ràng là 1 ATM. Nào, V2 của chúng ta bằng bao nhiêu nhỉ? Nào, V2 của chúng ta thì chưa có, đúng không? Để nguyên này, V2 chưa có để nguyên này. Nào, T2 có chưa nhỉ? T2 thì đề bài cho chúng ta là 300K rồi, đúng không? T2 đề bài cho chúng ta là 300K rồi. À, T2 thì là 600K này. T2 là 600K. Thì bạn thiếu cái gì nhỉ? Bạn thiếu V2, đúng chưa? Nào, bây giờ bạn đi tìm nốt V2 bằng cách áp dụng bình luận Gay-Lussac cho trạng thái 1 và trạng thái 2. Được chưa? Áp dụng Gay-Lussac. Áp dụng Gay-Lussac này. Cho 1 và 2, cho 1 và 2. Thì bạn có ngay cái thằng V2 được chưa? Là ta có này, V1 các bạn chia T1 bằng V2 các bạn chia T2 và đây các bạn suy ra V1 thì là 24,6, T1 thì là bằng 300 bằng này V2 các bạn chia ra 600. Được chưa? Thì đến giờ các bạn tìm ra được thằng V2 sẽ gấp đôi V1 được không nhỉ? 24,6 bạn nhân đôi lên thì ra 49,2 lít. 49,2 lít. Thì chúng ta đã có được cái thằng V2 rồi. Xong trạng thái thứ hai. Nào, tiếp tục trạng thái 3 này. Trạng thái 3. Trạng thái 3. Nào, các bạn liệt kê ra xem trạng thái 3 nó có cái gì. Nào, B3 có chưa nhỉ? B3 lại chưa có, để nguyên. Được chưa? Nào, với trạng thái 3 có điều gì nhỉ? T3 có rồi này, đây. T3 chúng ta có rồi. T3 của chúng ta thì đề bài đang cho bao nhiêu đây? Đề bài đang cho chúng ta là 1.200 độ K. Được chưa? Nào, V3 có chưa? V3 của chúng ta vì từ 2 đến 3 là đẳng tích nên V3 của chúng ta nó bằng V2. Đấy, thì bằng 49,2 lít. Có luôn V3. Vậy thiếu cái gì nhỉ? Thiếu B3. Nào bây giờ bạn tìm B3 kiểu gì? Muốn đi tìm B3 thì các bạn sẽ áp dụng cái gì đây? Các bạn sẽ áp dụng cái gì nhỉ? Định luật gì đây? Shackler cho quá trình 2 và 3. Được chưa? Để bạn sẽ tìm ra ngay được thằng B3. Vậy là có này. Áp dụng. À, cái này phải trình bày lần lượt thì mới ra được, không làm tắt bước nào được nhé. Áp dụng, được chưa? Shackler này. Áp dụng Shackler cho 2 và 3. Cho trạng thái 2 và 3. Đấy, thì bạn có điều gì đây? Cho lại 2 và 3. À, đấy là xử lý như nào đấy. Nào, sắc lơ đúng không? Thì chúng ta sẽ có như sau này. B2 các bạn chia cho T2 bằng B3 các bạn chia cho T3. Chia cho T3. Nào, các bạn suy ra này. B2 chúng ta có chưa nhỉ? B2 của chúng ta thì là 1 ATM. Được chưa? T2 to của chúng ta thì các bạn có là 600K. B3 là cái các bạn chưa có, còn T3 của bạn là 1.200. Thì cái này B3 gấp đôi lên đúng không? Thì B3 các bạn tìm ra là 2 ATM. Hoàn thành xong đầy đủ các thông số của trạng thái thứ ba. Đó, nào tiếp tục trạng thái tư này. Trạng thái thứ tư của chúng ta này. Nào, xử lý nốt nhá, trạng thái tư. Trạng thái 4 của chúng ta. Nào, xem có gì rồi nào. B4 có chưa nhỉ? B4 có chưa? Từ 2 đến 3 à từ 3 đến 4 là đẳng áp đúng không? Từ 3 đến 4 đẳng áp lên B4 có ngay. B4 thì bằng B3 vì từ 3 đến 4 là đẳng áp. Ok chưa? Nào, bây giờ B3 chúng ta vừa tìm ra là 2 ATM thì B4 là 2 ATM. Nào, V4 có chưa? V4 chưa có đúng không? Để nguyên.
Nào, T4 có chưa? À, V4 có này. Vì sao V4 có bạn ơi? Bạn nhìn này, từ 4 đến 1, chú ý nhá. Từ 4 đến 1 của chúng ta là đẳng tích. Là đẳng tích, đúng không? Từ 4 đến 1 là đẳng tích này. Đó, nên bây giờ rõ ràng là trong quá trình đẳng tích thì V4 nó bằng V1. Thì V4 xong. V4 bằng V1. Được chưa? Và bằng bao nhiêu đây? Và bằng 24,6 lít. 24,6 lít. Đó, vậy chúng ta thiếu T4 đúng không? Chúng ta thiếu cái thằng T4. Nào, vậy T4 tính như nào đây? Muốn đi tìm T4 chúng ta sẽ áp dụng cái gì nhỉ? Nào, chúng ta sẽ áp dụng cái gì đây? Từ 3 đến 4 là đẳng áp đúng không? Chúng ta sẽ áp dụng gay lui sác để chúng ta tìm ra nốt thằng T4 này. Đó. Áp dụng. Áp dụng. Gay lui sác. Gay lui sác. Được chưa? Cho gì đây? Cho 3 và 4 này. Cho 3 và 4. Nào, một cái nữa bạn ra ngay này. Ta có này. V gì đây? Ta có một điều là V3. Các bạn chia cho T3 bằng V4. Các bạn chia cho T4. Đúng không? Ra nốt kết quả luôn này. Nào, V3 bao nhiêu các bạn em ơi? V3 của chúng ta là 49,2. Được chưa? T3 của chúng ta thì bao nhiêu nhỉ? T3 đâu? T3 chúng ta là 1.200. V4 của chúng ta là 24,6. Thì bạn chia T4. Thì T4 đây bạn tìm ra nó là 600K. 600K. Hoàn thành xong 4 trạng thái. À, khi các bạn nhìn nó 600K, bạn chú ý này, khi các bạn nhìn nó 600K thì thật ra cái đồ thị của chúng ta nó đang bị lỗi một tí xíu này. Đó, trong lúc vẽ hình thì không ngờ cái thằng T4 này của chúng ta này nó lại bằng thằng T2 này. Đó, nên nếu mà chính xác hình hơn nhá thì nó sẽ như này này, thằng 4 chúng ta ở đây này. Đó, đây là 4 ta ở đây này. Hình vẽ như này, này nó mới đúng hơn. Đó, bạn chú ý nhá, hình nó hơi bị lệch một tí xíu do không để ý cái thằng T4 là 600K. Đây bạn chú ý vào nhá. Thì đó là các cái trạng thái của chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hình này. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hình nhé, tập trung này. Nào, thì đó là các cái thông số ở mỗi mỗi trạng thái nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hình này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ ở trong hệ trục tọa độ gì đây? Chúng ta sẽ vẽ ở trong hệ trục tọa độ BOV, BOV. Được chưa nhỉ? Nào, tập trung nhá, chúng ta cùng nhau vẽ hình này. Nào các bạn ơi, các cái chỉ số này có chỉ số nào các bạn lăn tăn không nào? Các bạn đính ra đúng hết chỉ số này chưa? Nào các bạn đã tính ra đúng hết tất cả các chỉ số chưa để chúng ta chuyển sang phần vẽ hình này. Nào, vẽ hình cẩn thận nhá. À, hình vẽ chúng ta đây. Đây là trong hệ tọa độ B này, OV này, BOV này. Nào, bây giờ trạng thái một chúng ta làm nào có trạng một nhỉ? Trạng thái một các bạn phải nhớ là đây trong hệ tọa độ BOV thì bạn cần phải phải chỉ ra hai cái thông số ở trạng thái một là áp suất và thể tích đúng không? Thì ta nhìn này, áp suất của chúng ta ở trạng thái một là bao nhiêu đây? Là 1 ATM. Còn thể tích là bao nhiêu đây? 24,6 lít. 24,6 lít. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ này. Đấy, 24,6 lít. 24,6 lít, tập trung nhá. 24,6 lít này. À, 24,6 này. Và bây giờ cái thằng B1 của chúng ta thì nó sẽ là 1 ATM đúng không? 1 ATM. Giai đoạn nối thằng này vào thì bạn có ngay cái trạng thái một này. Được chưa? Đó, nào trạng thái hai chúng ta là gì? Trạng thái hai chúng ta thì bây giờ thể tích của chúng ta là 49,2 thì nó gấp đôi 24,6 đúng không? Đây gấp đôi 24,6. Đây là 49,2. Được chưa? Còn bây giờ cái áp suất của chúng ta là 2 ATM thì đây 2 ATM nằm đây. Đó. Bạn lại nối nó vào thì bạn có ngay trạng thái thứ hai. Áp suất ở trạng thái hai là một nhé, là 1 ATM chứ không phải 2 nhé, 1 ATM. Được chưa? Thì đây nó chính là cái điểm thứ hai của chúng ta này. Đây chính là điểm thứ hai của chúng ta, bạn nhớ nhá. Cái áp suất ở trạng thái thứ hai của nó là 1 ATM vì từ 1 đến 2 là đẳng áp mà các bạn. Đấy, các bạn nối nó xuống.
Sau đó bạn nối từ 1 đến 2 bằng một đường như này. Được chưa? Nào, sau đó tiếp tục chặng thứ 3 này. Chặng thứ 3 của chúng ta thì áp suất bao nhiêu bạn ơi? Chặng thứ 3 đây. Chặng thứ 3 của chúng ta thì có áp suất là 2 ATM, có thể tích là 49,2. Được chưa? Nào, B3 của chúng ta là bằng 2 ATM. Đây, B3 đây. 2 ATM. Còn bây giờ V2 của chúng ta là bao nhiêu nhỉ? V2 của chúng ta sẽ là 49, V3 là 49 phẩy mấy nhỉ? 49,2. Đây. Đó, sau đó bạn nối vào là ra ngay. Hình rất đẹp luôn nha, bạn làm hình rất đẹp luôn. Đó. Được chưa? Sau đó làm sao nhỉ? Nào, tháng 4 là bằng như nào đây? Cái chặng này thứ tư của chúng ta thì sẽ có cái chỉ số bao nhiêu? Chặng này thứ tư của chúng ta thì thể tích là 24 phẩy mấy đây? Thể tích thì là 24,6. Áp suất thì là 2 ATM thì có ngay chặng này 4 này. Đây. Chặng này 4 của chúng ta nằm ở đây này, nó nằm ở vị trí này này. Đó, sau đó các bạn nối 4 với 1 là ra ngay hình của chúng ta. Các em chú ý vào nhá, hình rất đẹp luôn đúng không, một hình rất là đẹp luôn. Đấy, sau đó bạn vẽ cái mũi tên vào thì các bạn mới được điểm tối đa, được chưa? Sau đó bạn viết 1 2 3 vào, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó, thì đây là chính là cái đồ thị trong hệ tọa độ BOV. BOV được chưa nhỉ? Nào, tiếp theo là trong hệ tọa độ nào? Tiếp theo chúng ta là trong hệ tọa độ gì đây? VOT đúng không? Trong hệ tọa độ VOT. VOT. Đấy, vẽ hình thật chuẩn vào. VOT này. Nào, vậy giờ để có thể vẽ được chính xác cái vị trí 1, 2, 3, 4 thì các bạn cần phải có V và cần phải có nhiệt độ tại từng trạng thái 1 đúng không? Thì bây giờ rõ ràng ở trạng thái 1 chúng ta có cái gì đây? Các bạn nhìn này, đây, nhìn này, rất nhanh luôn. Ở trạng thái 1 chúng ta có nhiệt độ là 300K, còn thể tích là 24,6 đúng không? Đây, nhiệt độ là 300K. 300K này. À, 300K. Được chưa? Còn bây giờ cái thể tích của chúng ta là 24,6. Đó, bạn nối vào, bạn nối hai này vào. Thì chúng ta có cái điểm 1 ở đây này. Được chưa? Nào, tiếp theo bây giờ cái điểm thứ hai của chúng ta ở đâu? Điểm thứ hai của chúng ta thì nhiệt độ bao nhiêu đây? Nào, nhiệt độ ở trạng thái thứ hai của chúng ta là 600K, 600K. Còn thể tích của chúng ta là 49,2, 49,2 đúng không? À, đây lưu ý nhá. Vẽ cứ đúng tỷ lệ thôi là chắc chắn nó sẽ là một đường thẳng kéo dài đi qua góc tọa độ, vì bây giờ trong hệ tọa độ VOT, đường đẳng áp của chúng ta nó phải là một đường thẳng mà nếu kéo dài chắc chắn sẽ đi qua góc độ đúng không? Thì bạn cứ vẽ chia đúng tỷ lệ là chắc chắn nó sẽ đi qua ngay. Vậy 49,2 gấp đôi 24,6 thì thằng V của chúng ta ở đây. Được chưa? Còn bây giờ nhiệt độ là 600K nó nằm đây. Và sau đó bạn nối vào với nhau. Đó, thì đây là trạng thái thứ hai của chúng ta. Nào, sau đó bạn chú ý nhé, bạn nối thằng 1 với thằng 2 với nhau, được chưa? Nó sẽ là một cái đường thẳng kéo dài đi qua góc tọa độ. Là một đường thẳng kéo dài đi qua góc tọa độ. Các bạn chú ý vào. Được chưa? Đó là 1 đến 2. Nào, tiếp tục trạng thái thứ ba. Trạng thái thứ ba của chúng ta thì sẽ có cái nhiệt độ là bao nhiêu đây? Sẽ có cái nhiệt độ là 1.200 độ C. 1.200 độ C. Và có cái thể tích là 49,2, đúng chưa? Thì 1.200 nó ở đây này. 1.200 nó ở đây này. Đấy, 1.200 ở đây. Đấy, các bạn chú ý vào nhá. Gióng xa một cái. Đây là 3 này.
Được chưa? Gióng xuống. Sau đó nối vào một cái là bạn có ngay cái đường từ 2 đến 3. Được chưa? Nào, tiếp tục cái thằng 4 này. Thằng 4 của chúng ta này, các bạn chú ý này. Cái thằng 4 của chúng ta thì nó đang có cái nhiệt độ là 600 và đang có cái thể tích là 24,6 này. Các bạn chú ý nhá, thằng T4, thằng chạm đến 4 ta thì đang có cái nhiệt độ là 4 là 600K và đang có cái V4 là 24,6. Vậy chúng ta nối vào đây này. Đây. 24,6 này, 600 này, người ta nối một cái là ra ngay này. Các bạn lưu ý nhá, từ 3 đến 4 nó lại phải là một cái đường thẳng mà kéo dài sẽ đi qua góc tọa độ nhá, các bạn vẽ hình ở chuẩn rồi này. Vì từ 3 đến 4 của chúng ta nó là đường đẳng áp. Mà đường đẳng áp trong hệ tọa độ VOT nó sẽ phải là một cái đường thẳng mà nếu các bạn kéo dài ra phải đi qua góc tọa độ. Bạn nối nó vào. Đó, đến đây các bạn vẽ đến đây rồi chưa được đủ điểm tối đa nhá. Bạn phải kéo dài nó ra để cho nó đi qua góc tọa độ này. Được chưa? Đấy, sau đó bạn nối nốt từ 4 về 1 một cái là các bạn ra nốt cái đồ thị ngay. Được chưa? Đó, chúng ta có đồ thị ngay. Các bạn viết số vào nốt là xong. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đúng chưa? Đó, chúng ta có đồ thị luôn. Nhớ là vẽ cái đường này vào nhé. Đây là chính là đồ thị trong hệ tọa độ VOT của chúng ta. Nào các bạn ơi, nếu chúng ta đã vẽ xong hình rồi, được chưa? Nếu chúng ta đã vẽ xong hình rồi thì các bạn lại comment cái chữ ok lên. Nào các bạn ơi, chúng ta vẽ xong hình chưa nhỉ? Nào, chúng ta cùng nhau vào cái ví dụ 4. Ví dụ 4. Cái dạng đồ thị của ví dụ 4 này nó cực kỳ hay thi nhá. Các bạn chú ý vào, cực kỳ hay thi luôn. Ví dụ 4 này. Mang tên đây là kiểu bài toán so sánh. So sánh các thông số ở hai đẳng quá trình của cùng một lượng khí sau. Của cùng một lượng khí sau. So sánh các thông số ở hai đẳng quá trình của cùng một lượng khí sau và ở ý A thì đề bài yêu cầu ta là so sánh hai áp suất. So sánh hai áp suất. Các bạn chú ý này, ở đây chúng ta đang có hai cái đường đẳng áp. Các bạn lưu ý nhá. So sánh hai áp suất ở đây tức là các bạn nhớ này, áp suất B1 và áp suất B2 trong trường này thì áp suất nào lớn hơn? Và các bạn chú ý là đây của chúng ta đều là hai đường đẳng áp trong cùng một hệ trục tọa độ là VOT. Đó. Bạn nhớ nhá. Nào, vậy bài toán này nó sẽ có một cái đặc điểm là đây là chúng ta sẽ so sánh hai cái áp suất. Được chưa? Hai áp suất B1 và B2. Các bạn chú ý này, đây của chúng ta nó là hai cái đường đẳng áp, đúng chưa? Ví dụ này, tất cả các điểm nằm trên đường đẳng áp thứ nhất thì đều có áp suất là B1. Được chưa? Còn tất cả các điểm nằm trên đường đẳng áp thứ hai đều có áp suất là B2. Nhưng bây giờ người ta bắt các bạn so sánh xem là áp suất của cái đường đẳng áp nào nó lớn hơn. Đấy.
Nào, bắt đầu suy nghĩ một tí xíu nhá. Câu này rất hay thi luôn. Nào các bạn cùng tập trung, các bạn cùng tập trung nhá. Chúng ta sẽ chữa mẫu cái câu A. Các bạn chỉ cần biết cái phương pháp làm một câu thôi là các câu B, câu C các bạn đều có thể làm được hết. Các bạn tập trung nhá. Nào, chúng ta lại cùng nhau đi so sánh hai cái hàng áp suất B1, B2 này. Thì cái bước đầu tiên để có thể so sánh được hai cái áp suất B1, B2 của hai cái đường đẳng áp thì chúng ta sẽ phải làm sao một thao tác như sau này. Nào, các bạn nhớ nha, một cái kinh nghiệm, một cái chìa khóa giải quyết cực kỳ nhanh luôn. Nốt này. Nào, chúng ta muốn so sánh hai áp suất của hai đường đẳng áp khác nhau thì cái bước đầu tiên chúng ta là chúng ta phải kẻ kẻ được chưa? Một đường đẳng quá trình khác. Kẻ một đường đẳng quá trình khác. Đẳng quá trình khác. Bạn nhớ bước đầu tiên nhá, rất cơ bản luôn này, các bạn nhớ hướng làm thì các bạn làm bài tập này mình nhanh được. Nhớ là để so sánh được hai cái áp suất tại hai cái đường đẳng áp khác nhau thì chúng ta bước đầu tiên là phải kẻ một cái đường đẳng quá trình khác. Ở đây chúng ta so sánh đường đẳng áp thì chúng ta sẽ có thể kẻ hai cái đường đẳng khác, thứ nhất là đường đẳng tích, thứ hai là đường gì đấy, đẳng nhiệt. Nếu là đường đẳng tích thì chúng ta sẽ làm sao tăng như sau này. Chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng như này, đây là tích này. Đẳng tích là vuông góc với trục, nhớ này, vuông góc với trục OV đúng không? Vậy chúng ta có thể kẻ đường đẳng tích đó, hoặc chúng ta có thể kẻ đường đẳng nhiệt. Đẳng nhiệt thì là vuông góc với trục OT như thế này đó. Vậy các bạn nghe này, chúng ta nên chọn cái cách kẻ nó vuông góc với cái trục nằm ngang này để nhìn cho nó xuôi mắt, được chưa? Các bạn cũng có thể kẻ được đẳng tích cũng được, không hề sai một tí nào cả. Nhưng lời khuyên chân thành cho bạn là các bạn cứ kẻ cái đường nó vuông góc với cái trục nằm ngang này. Đó. Vậy trong trường hợp này, cái trục nằm ngang của chúng ta là trục OT nên chúng ta sẽ kẻ một đường đây, nó chính là cái đường đẳng nhiệt. À đẳng gì nhỉ? Đẳng nhiệt đúng không? Vuông góc với trục OT chính là kẻ một đường đẳng nhiệt. Đây, các bạn nhìn này. Chúng ta kẻ một cái đường đẳng nhiệt này. À, chúng ta sẽ cùng nhau kẻ một cái đường đẳng nhiệt. À, tức là tất cả các điểm này, tất cả các đường nằm ở trên cái đường đẳng nhiệt này đều có cái nhiệt độ không thay đổi đúng không? Và cái đường đẳng nhiệt này nó cắt cái đường đẳng áp thứ nhất tại điểm ký hiệu điểm thứ nhất, cắt cái đường đẳng áp thứ hai tại điểm ta ký hiệu là điểm thứ hai. Đấy, điểm thứ hai này, điểm thứ nhất này. Được chưa? Các bạn cố gắng làm dần đi, được chưa? Vì cái dạng so sánh đồ thị này thì cực kỳ nhiều luôn. Và các bạn chú ý nhá, tức là trong tình huống này của chúng ta thì T1 chúng ta đang bằng T2. Được chưa? Đấy, vậy chúng ta đang tạo ra một cái đường đẳng khác ở đây, đó chính là đường đẳng nhiệt. Vậy chúng ta sẽ làm tiếp theo nào. Đây, nào, kẻ kẻ đường đẳng nhiệt. Kẻ đường đẳng nhiệt. Và đến đây các bạn chuẩn bị so sánh luôn này, thì các bạn chú ý là trong cái quá trình đẳng nhiệt thì áp suất nó sẽ như thế nào so với thể tích các bạn nhỉ? Nào kem ơi, kem bật mạnh mẽ lên này, trong cái quá trình đẳng nhiệt thì áp suất nó sẽ như thế nào so với nhiệt độ nhỉ? À, so với thể tích nhỉ các bạn ơi, học lý thuyết rồi đúng không? Áp suất của chúng ta nó sẽ tỷ lệ nghịch với thể tích, tức là áp suất tăng thì thể tích phải giảm, áp suất lớn thì phải thể tích nó phải nhỏ. Đấy, các bạn chú ý kỹ này vào nhá. Trong quá trình đẳng nhiệt thì áp suất của chúng ta nó sẽ tỷ lệ nghịch với thể tích. Và bây giờ các bạn có nhìn được cái thể tích
ở cái đường đẳng áp đầu tiên không? Đây, từ trạng thái đây là điểm thứ nhất, đúng không? Chú ý này, đây là điểm thứ nhất này, được chưa? Thì bạn muốn xem cái điểm này, cái điểm này đây nó chính là cái điểm nằm ở trên cái đường đẳng áp thứ nhất. Vậy bạn xem cái thể tích tại đây là bao nhiêu? Chú ý này, đây thể tích ở đây thì bạn gióng sang thì đây nó chính là V1, được chưa? Còn bây giờ thằng V2 làm nào nhỉ? Từ cái điểm thứ hai, nhớ này, cái điểm thứ hai này là điểm đang có cái áp suất là B2. Thì bạn xem điểm này nó có thể tích là bao nhiêu thì bạn gióng sang bên này. Thì đây nó chính là V2. Đúng chưa? Và rõ ràng là trong tình huống này các bạn có ngay là V2 đang lớn hơn V1, được không nhỉ? Đấy, các bạn chú ý vào nhá. Đấy, thì đây nó chính là V2, còn đây nó chính là V1. Các bạn nhớ bước 1 là kẻ một cái đường đẳng khác, được chưa? Đây V1. Được chưa? Nào, các bạn nghe giải thật kỹ này. Cái điểm này của chúng ta nó đang nằm ở trên đường gì đây? Đang nằm ở trên đường B1, đường đẳng áp B1 thì nó sẽ có áp suất B1, được chưa? Và cái điểm này của chúng ta thì nó đang nằm ở trên đường gì đấy? Đường đẳng áp B2 thì nó sẽ có áp suất B2. Và hai cái điểm bạn nhìn là cái điểm 1 và điểm 2 này đang nằm ở trên một đường đẳng nhiệt. Tức là nhiệt độ hai thằng này nó đang bằng nhau, hiểu vấn đề không? Đó, được chưa? Và đến đây các bạn chú ý này, bạn suy ra một cái đã ra này. Rõ ràng là trong tình huống này chúng ta thấy là V1 của chúng ta thì đang nhỏ hơn V2, nhỏ hơn V2. Mà đây là quá trình đẳng nhiệt thì áp suất tỷ lệ nghịch với thể tích. V1 nhỏ hơn V2 thì các bạn có lôi ra được thằng B1 nó sẽ như thế nào so với B2 không? Nào các bạn ơi, nào các bạn điền dấu gì vào đây nào? Tỷ lệ nghịch, tức là V nhỏ, nếu V1 nhỏ hơn V2 thì chắc chắn là áp suất B1 nó phải như thế nào so với áp suất B2. Nào các bạn ơi, V1 thì đang nhỏ hơn V2 mà cái mối quan hệ giữa áp suất và thể tích nó tỷ lệ nghịch với nhau. Vậy ở đây thằng B1 nó phải như thế nào so với thằng B2 nhỉ? Nó như nào đây? Nó phải như nào nhỉ? Nó phải lớn hơn thằng B2. Lớn hơn B2. Vì áp suất với thể tích tỷ lệ nghịch với nhau nên nên V1 nhỏ hơn V2 thì B1 phải lớn hơn B2. Còn nếu bạn nào mà không hiểu vấn đề đó thì bạn lập tỷ số ra. Đây. Bạn chú ý này, bạn lập tỷ số ra nhá. Ví dụ này. Nào, theo cái định luật Boiler-Mariotte ta có điều gì này? Đây, theo định luật Boiler-Mariotte. Được chưa? Thì ta có một điều gì đấy, ta có ngay này là B1 nhân V1, được chưa? Bằng B2 nhân V2. Và đây các bạn suy ra là B1 chia cho B2 thì bằng V2 các bạn chia V1. Và rõ ràng là V2 thì nó lớn hơn V1 nên V2 chia V1 là một số lớn hơn 1. Và rõ ràng là B1 chia B2 lớn hơn 1 thì bạn suy ra ngay là B1 nó lớn hơn B2. Hai cách làm đều giống nhau hết. Nhưng cách này là cách các bạn hiểu nó đơn giản hơn, nó nhanh hơn. Được chưa? Đây, vì tỷ lệ nghịch nên thằng V1 nhỏ hơn thì thằng B1 nó phải lớn hơn. Thì đó mới là cái mối quan hệ về cái tỷ lệ. Được chưa? Thì chúng ta đã hoàn thành xong cái so sánh áp suất của lượng khí. Nào, các bạn có hiểu vấn đề không? Hãy nhớ nhá, tỷ lệ nghịch thì thằng này nhỏ hơn thì thằng dưới này đảo ngược lại lớn hơn, còn tỷ lệ thuận thì hai thằng nó cùng cùng cái dấu lớn hơn, thế thôi. Nào, các bạn có hiểu không? Nếu các bạn đã hiểu thì các bạn thử làm câu B này. Các bạn nhớ cái bước đầu tiên nhé, cái bước đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải kẻ một cái đường đẳng quá trình khác. Khác ở đây là khác hai cái đường mà đề bài nó cho. Chưa? Trong câu A thì đề bài đang cho chúng ta hai đường đẳng áp, thì chúng ta có thể kẻ hai đường đẳng tích hoặc hai đường đẳng nhiệt, nhưng nhớ kinh nghiệm là luôn kẻ cái đường vuông góc với trục nằm ngang này thì nhìn bài tập nó đơn giản hơn, được không nhỉ? Đấy, chữa thật cẩn thận vào, đó là cách làm của chúng ta, cách làm duy nhất và nhanh nhất. Nào, các bạn có hiểu không nhỉ? Các bạn có hiểu vấn đề không? Nào, các bạn có hiểu vấn đề không? Đấy, bạn chú ý nhá, thì ở cái ví dụ 4 câu A chúng ta đã so sánh được là cái áp suất B2 nó đang lớn hơn
áp suất B1, áp suất B1 chúng ta này nó đang lớn hơn áp suất B2 này. Được chưa? Nào, chúng ta chuyển sang câu B nhá. Các bạn ơi, đây các bạn thử hiểu vấn đề, bạn thử làm câu B này. Câu B. Câu B của chúng ta thì lại so sánh hai thể tích đây, so sánh hai thể tích. Chúng ta chú ý này, ở đây chúng ta đang có hai đường đẳng tích V1, V2, tức là tất cả các điểm nằm trên đường đẳng tích V1 thì đều có thể tích V1. Tất cả các điểm nằm ở trên đường đẳng tích V2 thì đều có thể tích là V2. Và ở đây đề bài bắt chúng ta so sánh V1 với V2, V nào lớn hơn. Cách làm giống hệt câu A luôn. Nào, bắt đầu làm đi. Chú ý cái dạng so sánh này thi cực kỳ nhiều luôn. Nào, các bạn đã so sánh được chưa nhỉ? Nào, các bạn đã so sánh được trong cái tình huống này thì cái thằng V nào lớn hơn chưa? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ phải kẻ một cái đường đẳng khác đúng không? Kẻ một cái đường đẳng khác, đó là nguyên tắc chung. Đấy, các bạn chú ý vào nhé. Nào, bước đầu tiên của chúng ta là sẽ là kẻ một cái đường đẳng khác. Và đây chúng ta kẻ đường đẳng gì nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ kẻ cái đường đẳng gì đây? Đẳng nhiệt, đúng không? Kẻ đường đẳng nhiệt. Đó, chú ý nhá. Bước 1 là kẻ một đường đẳng nhiệt này. Kẻ đường đẳng nhiệt. Đấy, các bạn chú ý vào nhá. Chúng ta sẽ kẻ một cái đường đẳng nhiệt, đúng không? Đây. Các bạn cũng có thể kẻ đường đẳng áp được, không sao cả, không sai được cả, được chưa? Nguyên tắc làm như nhau hết. Đây, chúng ta có một cái đường đẳng nhiệt. Được chưa? Thì rõ ràng khi chúng ta kẻ cái đường đẳng nhiệt này, nó sẽ cắt cái đường V2 tại điểm, chúng ta ghi hiệu là điểm thứ hai. Được chưa? Còn cắt cái đường V1 tại điểm thứ nhất, chúng ta ghi hiệu là điểm thứ nhất này. Đây, đây là điểm 1 này. Được chưa? Đây là điểm 2 này. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm như sau. Bây giờ muốn xem cái điểm thứ nhất này của chúng ta có áp suất là bao nhiêu thì chúng ta sẽ chiếu nó sang cái trục áp suất. Đây của chúng ta nó chính là B1, B1. Được chưa? Còn bây giờ muốn xem cái điểm thứ hai của chúng ta nó có cái áp suất là bao nhiêu thì chúng ta sẽ chiếu sang cái trục B2, chiếu sang cái trục B2. Chiếu sang cái trục B2. Được chưa? Nào, bây giờ các bạn so sánh nào đây, các bạn chú ý này.
Nào, bạn tập trung này, bạn nhìn nhá, cái điểm 1 này và cái điểm bạn điểm 1 này, nhớ là cái điểm 1 này chúng ta thì có thể tích là V1. Cái điểm 2 này của chúng ta thì có thể tích là V gì đây? V2. Và cái điểm 1, điểm 2 này cùng đang nằm ở trên cái đường đặc nhiệt, đúng không? Vậy ta sẽ so sánh nó như thế nào? Các bạn chú ý này. Thì rõ ràng là đây là đặc nhiệt thì ta vẫn có là áp suất của chúng ta. Được chưa? Nó tỷ lệ nghịch với cả gì đây? Với cả thể tích. Đó. Và đây các bạn thấy rất rõ là chúng ta có một cái điều là B1 của chúng ta. B1 của chúng ta thì lại đang lớn hơn B2. Vậy theo cái mối quan hệ tỷ lệ gì đây, tỷ nghịch, thì thằng V1 nó lại phải như thế nào so với cái thằng V2? Nào các bạn ơi, nó lại như thế nào so với thằng V2? B1 thì nó lớn hơn B2. Vậy theo cái mối quan hệ tỷ nghịch thì V1 nó lại phải nhỏ hơn V2. Đấy, các bạn chú ý vào nhá. Thì đây nó chính là cái kết quả của cái câu B. Được chưa? Nào, tiếp theo là đến câu C này. Đấy, các bạn chú ý nhá. Cách so sánh nó rất là cơ bản luôn đúng không? Các bạn nhớ phương pháp bước 1 là kẻ một cái đường đẳng khác. Được chưa? Các bạn chú ý vào. Nào, chúng ta sẽ chuyển sang câu C nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang câu C. Nào, câu C của chúng ta này. Nào, câu B có bạn nào lăn tăn ở điểm gì không? Ok chưa? Nào, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu C này. Câu C. Câu C của chúng ta thì lại so sánh gì đây? So sánh hai nhiệt độ. Chúng ta đang có hai cái đường đẳng nhiệt đúng không? Vậy cái câu C của chúng ta sẽ là so sánh hai nhiệt độ của một lượng khí. Đây. Các bạn chú ý là chúng ta đang có hai nhiệt độ là T1 này, hai cái đường đặc nhiệt là T1. Được chưa? Thì tất cả các điểm nằm ở trên cái đường đặc nhiệt T1 thì nó đều có nhiệt độ là T1. Tất cả các điểm nằm ở trên cái đường đặc nhiệt T2 thì đều có cái nhiệt độ là T2. Đó, và bây giờ đề bài bắt các bạn so sánh là T1 với T2, T nào nó lớn hơn. Được chưa? Nào, bắt đầu suy nghĩ một tí xíu.
Nào, các bạn ơi, chúng ta đã xử lý xong chưa nhỉ? Nào, T2 lớn hơn T1 hay là T1 lớn hơn T2 nào? Các bạn cứ nhớ đúng các bước của chúng ta làm những bài tập về so sánh này thì các bạn sẽ làm cực kỳ nhanh luôn. Vì nó chỉ khác nhau về các đường đẳng quá trình thôi. Còn cách làm, bước làm của chúng ta đều giống nhau hết, được chưa? Vậy ở đây của chúng ta thì đề bài đang bắt chúng ta so sánh nhiệt độ ở hai cái đường đẳng nhiệt T1, T2. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ kẻ hai đường đẳng khác. Thì có thể các bạn kẻ đường đẳng áp, hoặc các bạn có thể kẻ đường đẳng gì đấy, kẻ đường đẳng tích. Được chưa? Vậy ở đây cái trục chúng ta đang làm trục nằm ngang ở đây là trục OV. Vậy ở đây chúng ta sẽ dựa vào trục OV, tức là chúng ta sẽ kẻ cái đường đẳng gì đấy, đẳng tích. Được chưa? Nào, bước đầu tiên là kẻ đường đẳng tích. Kẻ đường đẳng tích. Được chưa? Đây, các bạn sẽ kẻ một cái đường đẳng tích như thế này. Đó, và cái đường đẳng tích này nó sẽ cắt cái đường đẳng nhiệt T1 tại điểm thứ nhất. Và nó sẽ cắt cái đường đẳng nhiệt T2 tại điểm thứ hai. Đó, các bạn chú ý nhá. Thì đây là điểm 1 này. Đây là điểm 2 này. Được chưa? Và các bạn chú ý một điều là trong cái quá trình đẳng tích thì cái áp suất với cái nhiệt độ tuyệt đối nó như thế nào so với nhau, nó tỷ lệ như thế nào thì các bạn phải nhớ để bạn còn so sánh được nhanh, được không nhỉ? Nào bây giờ rõ ràng là chúng ta muốn xem cái điểm thứ nhất này nó có áp suất là bao nhiêu thì chúng ta sẽ chiếu vuông góc sang trục OB, đúng không? Đây, chiếu sang. Được chưa? Thì đây của chúng ta là chính là B1. Các bạn muốn xem cái điểm thứ hai của chúng ta nó có áp suất bao nhiêu thì bạn chiếu vuông góc trục OB. Được chưa? Thì bên đây các bạn nhìn thấy rất nhanh là thằng B2 của chúng ta nó lại đang lớn hơn B1, đúng không? Đó. Và cái quan trọng nhất bạn nhớ là trong cái quá trình đẳng tích, thì cái áp suất của chúng ta nó luôn tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối, đó là điều rất quan trọng luôn. Tức là thằng nào lớn hơn thì thằng kia nó cũng sẽ lớn hơn, đúng không? Áp suất lớn hơn thì nhiệt độ lớn hơn, áp suất nhỏ hơn thì nhiệt độ nhỏ hơn. Đó chính là cái mối quan hệ về tỷ lệ thuận. Ok không? Hiểu vấn đề không? Vậy đến đây các bạn nhìn này, rõ ràng đến đây chúng ta có thì B1 chúng ta này, B1 thì đang nhỏ hơn B2. Được chưa? Vì mối quan hệ tỷ lệ thuận nên thằng T1 của chúng ta nó cũng sẽ nhỏ hơn thằng T2. Đó, T1 của chúng ta là cũng nhỏ hơn T2. Rất nhanh luôn, các bạn chú ý vào. Được chưa?